Trong khi đó, có khoảng 200 binh sĩ Đức đang đóng tại tỉnh Mazar-i-Sharif ở phía bắc của Afghanistan cũng đã đón mừng lễ Giáng sinh vào đêm hôm qua. Một số các binh sĩ đã chơi kèn trumpet, trong khi những người khác hát những bài hát Giáng sinh và thắp đèn cầy tại trại Makmal là trại lớn nhất của họ tại nước này. Một binh sĩ giấu tên cho biết, Giáng sinh là một thời gian vô cùng đặc biệt. Họ đang phải xa gia đình, nhưng tâm tư của họ đang trở về với gia đình. Nhưng mà khác ở đây cũng rất đặc biệt vì họ có thể đón Giáng sinh cùng với đồng đội. Đức là quốc gia đóng góp quân lớn vào hàng thứ ba cho lực lượng NATO tại Afghanistan, sau Anh Quốc và Hoa Kỳ với khoảng 4.500 binh sĩ đang phục vụ tại đất nước này.